5 giờ rồi nhưng mà thấy tối nhỉ. Thank you.
Thế tôi đang đứng đây là đỉnh Cao Ly, thuộc xã Đồng Văn của huyện Bình Liêu, Quảng Ninh. Đây là nơi chúng tôi sẽ ngủ qua đêm bằng lều và trại. Đây là trải nghiệm lần đầu tiên tôi được thử và cảm thấy rất là hồi hộp.